sinh hoạt hệ đại lão hạc ba biến đổi lớn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Năm 2019, hạ, vừa mới thi đại học xong Lâm Ninh, nhà không có. Không phải phá rỡ cũng không phải cái gì trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, phụ mẫu đều mất. Tương kính như tân cha mẹ, vẻn vẹn một tuần, lóe cách thiểm hôn, dọn đi rồi. Giải thề cơm ngày ấy, lão ba mang theo cái chừng 20 tuổi cô nương xinh đẹp, lão mụ mang theo cái soái khí tiểu hòa tử, ngồi tại chủ vị lâm ninh thấy thế nào đều giống như dư thừa. Hai đợt người tựa hồ trong bóng tối phân cao thấp, nam ngồi thẳng tắp, nữ dáng vẻ yêu nhã, ám phúng minh chào, lâm ninh còn không có luyện liền trầm ổn, thế là ngã giao nĩa, nói câu chúc hạnh phúc. Quay người bước nhanh mà rời đi kia từ nhỏ người yếu nhiều bệnh thiên gầy bóng lưng nhiều tầng bi thương về nhà trên xe taxi lâm ninh cực giống lão mụ kia đôi mắt to mang theo nước mắt cao thẳng thanh tú mũi hiện đỏ ủy khuất như cái bảo bảo mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi thời đại internet hôm nay quay bua tiktok tiểu hồng thư trên thăng trầm không nên quá nhiều lâm ninh khóc chính là cha mẹ ly dị sao lâm ninh khóc chính là giấu giếm cái cuối cùng biết chân tướng người thường thường tổn thương sâu nhất, những lời này Lâm Ninh giờ phút này thấm sâu trong người. Nhân sinh chính là gia diễn, nghĩ đến thi đại học ngày đó cha mẹ xuyên đại hồng bào dắt tay trợ kiểm tra thân ảnh, nghĩ đến chuẩn bị kiểm tra 3 năm ngày qua ngày sớm muộn bữa ăn. Nghĩ đến cái kia mái nhà ấm áp, Lâm Ninh cảm thấy Oscar cũng liền như vậy. Tích tích, hai tiếng vang trong điện thoại di động ngân hàng tới sổ tin nhắn nhắc nhở là cha mẹ ái náy. Về đến nhà Lâm Ninh thẳng đến phòng ngủ, nửa dựa đầu giường, vô thần soát iPad. Các loại app bên trong, chú ý các tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, không buồn không lo phơi mua 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 chơi chơi chơi, ăn ăn ăn. Điện thoại WeChat phòng bằng hữu cái kia phát mau cứu ta, mau cứu ta cái nhà này đồng học còn tại kêu gọi. Đồng nhân không đồng mệnh, Lâm Ninh vẫn luôn không hiểu rõ, những cái này mỗi ngày bề bộn nhiều việc sống phóng túng tiểu tỷ tỷ tiền từ nơi nào đến. Những cái kia cố gắng phấn đấu tiểu tỷ tỷ vì sao liền một vạn khối tiền chữa trị đều ra không dạy nổi. Không phải liền là xấu xí một chút sao? cha mẹ vừa đánh một vạn khối cùng đồng học kia một vạn khối mau cứu ta trong cõi u minh tựa hồ có loại thiên ý lâm ninh quyết tâm kéo đen xóa bỏ cái kia mỗi ngày phát nữ đồng học sinh hoạt vốn cũng không dễ mỗi ngày phát ngươi mb liền ngươi thiện lương liền ngươi có ái tâm như thế nào tích ngủ lâm ninh mở mắt thời điểm ngày mới hơi sáng nguồn gốc từ tại cao tam đồng hồ sinh học làm sáng sớm lâm ninh rất cảm thấy nhàm chán Đối cha mẹ giấu giếm căm hận, một đêm cũng tiêu tán hơn phân nửa. 163 đại cư mang theo phòng giữ quần áo phòng ngủ chính. Nguyên bản còn muốn lưu chút niệm tưởng Lâm Ninh khi thấy chuyển phát nhanh bên trong kia thay tên sau giấy tờ bất động sản cùng cha mẹ từng người kết hôn thiệp mời sau liền không có sau đó thực chất bên trong táo bạo, ấn không chịu nổi hai tay, xem cái nào cái nào không vừa mắt Lâm Ninh đứng dậy trở về phòng ôm cây gậy bóng chày. 70 tấc màn hình tinh thể lòng, hạ phổ, được rồi, trước không táp. Cảnh biển vạc, được rồi, cửa sổ sát đất. Hùng tợn toàn phòng dạo qua một vòng, nhìn phòng ngủ chính vách tường trên một nhà ba người Trung Quốc phòng chụp ảnh chung, lâm ninh trong tay gậy bóng chày phảng phất ngàn cân, theo cây báng âm thanh còn có 18 tuổi nam hài tê tâm liệt phế khóc giống. Nếu có một ngày ta trở nên rất có tiền, ta liền có thể đem tất cả mọi người lưu tại bên cạnh ta, mỗi ngày vui vui sướng sướng vui chơi giải trí tâm sự. Không cần lo lắng liên quan tới ngày mai hòa ly đừng, chuông điện thoại di động tại phòng vang lên thời điểm trời đã bất chi bất giác tối xuống một nghìn hai trăm linh một nghiệp chủ lâm tiên sinh sao có người phản ứng nhà ngươi còn tốt sao bất động sản tiểu tỷ tỷ thanh âm rất êm tai mang theo hư giả ôn nhu rất tốt không có việc gì gặp lại lâm ninh tiếng nói có chút khàn khàn đầu năm nay liền khóc đều có người hỏi thăm là bởi vì yêu sao là bởi vì kia một bình hai khối sáu bất động sản phí lâm ninh cười cười này cẩu nương dưỡng xã hội Khóc cười, mệt mỏi, cũng đói bụng. Mạch ký giao hàng rất nhanh, trong tay mạch lạt kê chân bảo lại không dĩ vãng hương vị, vừa nghĩ tới về sau đều phải ăn giao hàng, Lâm Ninh đột nhiên liền không đói bụng. Ta từng, ta ngã, ban đêm bên gối, chạy về phía ngươi. TikTok bên trong tiểu tỷ tỷ vẫn như cũ nhảy vui sướng tiểu ca ca hát thâm tình, dáng múa xinh đẹp, tiết mục ngắn lặp lại lợi hại, thời gian lại trôi qua phá lệ nhanh, quả táo ít nhắc nhở lượng điện không đủ thời điểm, đã dạng sáng. Trước khi ngủ điện thoại giao diện là WeChat, cha mẹ ảnh chân dung bên cạnh trống rỗng, một nhà ba người tiểu nhóm, câu nói sau cùng vẫn là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cố lên biểu tình bao một đêm này lâm ninh ngủ được phá lệ an tâm nếu không phải cái kia đáng chết đồng hồ sinh học lâm ninh cảm thấy chính mình có thể ngủ một giấc đến bị nghẹn nước tiểu tình theo phòng ngủ đến phòng khách theo phòng khách đến ban công phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh đều có lâm ninh soát điện thoại thân ảnh lâm ninh từng mộng tưởng qua một ngày như vậy không ai quản chính mình chơi điện thoại chơi đùa không ai quản chính mình mấy điểm ngủ không ai quản chính mình ăn cơm hiện tại mộng thực hiện lại không nghĩ, người, chính là tiện cốt đầu. Mẫu thân lại nhảy thanh thế nào cứ như vậy lệnh người hoài niệm đâu. TV trong, đại phiêu khách chết không biết bao lâu, siêu siêu vẹo vẹo ném ở một bên máy chơi game giờ phút này cũng mất ngày xưa dụ hoặc. 18 tuổi thiếu niên, trải qua tình trọng điểm trung học 6 năm đánh đập, sẽ không hút thuốc, không biết uống rượu, sẽ không nhảy disco, ngoại trừ mua vài đôi ai, mua mấy trò chơi, liền tiền đều không làm sao lại hoa đến tìm cho chính mình điểm việc vui không được nhàm chán chết cho nên lâm ninh sinh hoạt hệ đại lão hạc ba hệ thống nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com tích chúc mừng túc chủ bị nữ trang thần hào hệ thống chọn chúng làm bổn hệ thống túc chủ người nữ trang mỗi một phút đều là tài phú trước mắt bổn hệ thống đẳng cấp một người mỗi một phút nữ trang có thể đạt được một nguyên thăng cấp kinh nghiệm 0 phần 10.000 PS. Nữ trang tiêu phí một nguyên, liền có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm giá trị, cho mượn, quyên tặng, đầu tư, chuyển tồn, chờ đồng đều không sinh ra điểm kinh nghiệm, PS. Hệ thống tiền tài dây để chuyển khoản, không hạn số lần, không hạn tài khoản, tuyệt đối an toàn, PS. Càng nhiều công năng, sẽ tại bổn hệ thống thăng cấp sau mở ra, PS. Hết thảy giải thích quyền về bổn hệ thống hết thảy hệ thống lưu tiểu thuyết Lâm Ninh tự nhiên không xa lạ gì, đã từng ảo tưởng qua chính mình bị thần hào hệ thống đập chúng, sau đó mở ra mua ngày mua đất mua không khí hào vô nhân tính thuộc tính. Lâm Ninh thậm chí tại mỗ vốn phát nhai thần hào tiểu thuyết trong phun qua rãnh kia lệnh người giận sôi xấu hổ thao tác quả thực ác tục tới cực điểm. Song khi trong đầu đại biểu hệ thống giao diện xuất hiện lúc Lâm Ninh giờ phút này lại không lúc ấy hào nói chi khí thậm chí biểu tình có chút nhan nhó rất nhanh tại được một cách dễ dàng tài phú rõ ràng tương lai trước mặt nữ trang tiết tháo đây không phải vấn đề phòng ngủ chính phòng giữ quần áo mẫu thân còn sót lại quần áo có lẽ là quá hạn hay là dọn đi ngày đó vali không bỏ xuống được lúc này đến là thuận tiện lâm ninh bọc lấy mẫu thân áo khoác ngồi ở phòng khách thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn trong điện thoại di động máy bấm giờ 60 giây sau, trong đầu hệ thống giao diện quả nhiên tăng lên một nguyên cùng với phía bên phải có thể rút ra biểu thị. Ý nghĩ khẽ động, WeChat nhắc nhở thu được một nguyên. Sinh hoạt hệ đại lão hạc ba lựa chọn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Chức năng mới xuất hiện trong nháy mắt bỏ đi lâm ninh đối với 500.000 điểm kinh nghiệm sầu lo không có chức năng mới trước, dù là 24 giờ nữ trang trạch trong nhà, một phút đồng hồ tam nguyên, một tuần 3 vạn, Lâm Ninh muốn tích lũy đủ 500 ngàn ít nhất cũng phải 18 tuần. Dù là tính đến cha mẹ mỗi tháng định kỳ cho tiền sinh hoạt, cũng muốn tiểu tư tháng dáng vẻ. Nhưng mà có chức năng mới tăng thêm, Lâm Ninh hoàn toàn có thể đem cái này thời gian rút ngắn, về phần những cái kia tăng thêm phân loại mang đến ảnh hưởng, dù sao chỉ ở nhà mạc lại có ai biết rút thưởng nhiều lần một cái tiền mặt quả nhiên là tăng lên trước mắt ngoại trừ điểm kinh nghiệm còn không xác định bên ngoài cái khác cơ bản tin tức lâm ninh đã có nhất định hiểu rõ rút thưởng tích chúc mừng túc chủ thu hoạch được trang điểm thuật sơ cấp kỹ năng hệ thống kỹ năng là cưỡng chế căn bản không cho lâm ninh cơ hội cự tuyệt trong nháy mắt nguyên bản chỉ biết là son môi hắn liền đã hiểu thải trang đã hiểu lõa trang đã hiểu thực chất trang đã hiểu trang điểm trình tự. Không thể không nói, này thực hệ thống. Lâm Ninh lắc đầu, có chút hối hận, hối hận trước đó 10 vạn hoa có chút lớn đấy, hối hận trước đó ném mẫu thân còn sót lại đại bộ phận cụ áo. Trước tích lũy tiền, tích lũy đủ chiếu vào lớn nhất tăng thêm mua một thân chính là. Về phần tiết tháo, xấu hổ cái gì, tại cái này cười nghèo không cười kỹ nữ xã hội, căn bản không gọi chuyện soát một lát điện thoại Lâm Ninh tự hồ là đột nhiên khai khiếu, không còn giống như trước đó tích lũy đủ một bút từ đó đại ngạch tiêu phí Trạch ở nhà hắn thỉnh thoảng soát đào bảo nhìn hệ thống giao diện phát bộ vòng tay nội y quần tất váy ngắn vòng tay cao gót bao như thế nào tiện nghi làm sao tới cùng thành ưu tiên hoàn toàn không có Mỹ cảm chất lượng có thể nói tại Lâm Ninh xem ra có thể trồng lên là được bởi vì là cùng thành, chuyển phát nhanh rất nhanh, ngày thứ hai vừa ăn giao hàng không bao lâu, chuyển phát nhanh viên liền lên cửa. Bao lớn bao nhỏ mở ra, đủ mọi màu sắc, hình thức các loại nữ trang tại lâm ninh trong mắt là nhảy lên tiền tài. Nắm lớn nhất tăng thêm sơ tâm, lâm ninh không kịp chờ đợi cởi cái này vô cùng quen thuộc áo, phân loại chiếu trình tự đem tới tay quần áo trồng lên thân ngoại trừ nội y mặc vào có chút phiền phức, cái khác đến là cùng nam trang không có gì khác biệt. Giày cao gót có chút kẹp chân, không đứng dậy nổi. 50% tiền mặt tăng thêm phía trước, Lâm Ninh hoàn toàn không có từ bỏ có thể nói. Mang hảo phát bộ, vòng tay, giá rẻ bao, tăng thêm trong nháy mắt không giới hạn. Sớm đã mồ hôi đầm đìa Lâm Ninh nhìn hệ thống giao diện ba nguyên nhảy đến 12 nguyên về sau, cười ra tiếng. Một phút đồng hồ 12, 1 giờ 720, một ngày 17.280, lương ngày gần 2 vạn, khoảng cách 500 ngàn hiện tại xem ra cũng không có như vậy xa vời. Về phần xuyên váy lục áo đỏ, đen với chính mình có nhiều xấu xí, kia đều không gọi vấn đề. Ai cũng ngăn cản không được 18 tuổi thiếu niên cày tiền quyết tâm. Bữa tiệc, không đi, mới điện ảnh lần đầu, không đi, khoa mục 3, không thể không đi xa vào tại cây tiền bên trong không thể tự kềm chế lâm ninh, không tắm rửa, không cởi quần áo, không tháo phát bộ tại cái này cực nóng mùa hè. Điều hòa không khí đột nhiên không như trong tưởng tượng như vậy có tác dụng. Cho nên, làm lâm ninh ngửi được siêu vị nhi thời điểm, làm lâm ninh trong lúc lơ đãng nhìn thấy gương trong dẫm lên giày cao gót cả thọt chân đi đường chính mình thời điểm, phảng phất xét đánh. Cái này nữ quỷ giống nhau người thật là chính mình sao? cái này cùng đã từng nhìn thấy nhặt ve trai lưu lạc phụ nữ có gì khác biệt giờ khác này lâm ninh tựa như phát điên đem chính mình cởi sạch sành xanh hệ thống giao diện kia khiêu động số lượng đột nhiên ngừng nhận được hệ thống đến nay lần thứ nhất lâm ninh nghiêm túc cẩn thận tắm rửa thổi tóc đổi thân thoải mái dễ chịu quần áo ở nhà ngồi trong phòng khách suy nghĩ lại chuyện đã qua đứng lên chính mình là thế nào, chính mình vì cái gì muốn vì thăng cấp đem chính mình khiến cho người không ra người quỷ không ra quỷ, vì thăng cấp chặt đứt xã giao, cái nào đều không đi. Hệ thống giao diện hơn 20 vạn chính mình cũng không tốn bao nhiêu, vẫn như cụ ăn giao hàng, chờ mong đã lâu điện ảnh không thấy, hạn lượng đem bán ai không có đi mua. Phát tiểu gọi đi quán nét mở hắc cũng không có đi, chính mình tự hồ thành hệ thống khôi lỗi, công cụ người ngày còn rất nhiều, hoàn toàn không cần phải nóng lòng tạm thời, không phải sao? Lâm Ninh lặng lẽ hỏi chính mình. Quay đầu liếc nhìn trước gương ném nữ trang, Lâm Ninh không khỏi có chút muốn cười, cười sự ngu xuẩn của mình, cười chính mình hôm qua. Hệ thống giao diện vẫn còn, số dư còn lại không còn gia tăng, ít có, Lâm Ninh so ngày xưa nhiều phần thong dong đứng dậy đem những cái kia phát thiêu quần áo phát bộ ném vào túi rác thông qua bất động sản kêu nhân viên quét dọn lâm ninh kéo màn cửa sổ ra nhàn nhã ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh bàn trà soát ipad uống vào có thể vui mừng lâm ninh yên lặng thêm trở về đã từng kéo đen xóa bỏ nữ đồng học tại nàng một cái dấu chấm hỏi về sau chuyển một vạn đi qua đổi lấy nữ đồng học a a a giọng nói trả lời cảm ơn cảm ơn ta thay ta phát tiểu cảm ơn ngươi vòng bằng hữu ta mỗi ngày đều tại phát ngươi là duy nhất cho ta chuyển tiền lâm ninh ngươi là người tốt không khách khí nguyện ngươi phát tiểu mẫu thân sớm ngày khôi phục tâm linh yên lặng ngắn ngủi làm lâm ninh lần thứ nhất đối với hệ thống có chính mình quy hoạch tiền còn muốn soát nhưng cũng muốn để cho chính mình trôi qua tinh xảo có cơ hội làm tiền tài chủ nhân làm sao khổ làm nô lệ 30 khối nội y quá thứ, 50 khối phát bộ kín gió, 100 khối giày cao gót, quả thực cấn chân, đây đều là vấn đề, đều phải sửa. Có lần trước giáo huấn, Lâm Ninh lần này mua sắm hành trình lại là cẩn thận rất nhiều. Không hiểu nữ trang không sao, khẩn quý mua, khẩn hàng hiệu mua liền tốt thiên miêu nhãn hiệu thẳng doanh cửa hàng bốn ngàn nội y gần vạn thật phát phát bộ hơn ngàn tất chân sáu ngàn giày cao gót lâm ninh tuyển chọn tỉ mỉ nam trang cũng ắt không thể thiếu có tiền cần gì phải ủy khuất chính mình hạ đơn trả tiền mười vạn khối hoa vô thanh vô tức dù là kinh nghiệm chỉ có sáu vạn thì thế nào máy tính vẫn là cao nhất lúc phụ thân mua quà táo ipad pin cũng có chút không tốt kia khoản trước đó nhìn thấy tai nghe là thời điểm bỏ vào trong túi nhà sát vách chính là trung tâm thương mại đến cũng bớt đi tinh lực quần đùi dép lê áo thun ngoại trừ thủy tinh vòng tay có chút nương bên ngoài đến cũng không có gì không dễ mới nhất người ngoài hành tinh máy tính tốc độ rất nhanh, quả táo vô tuyến tai nghe thuận tiện thời thượng, iPad mới nhất nhất đại nhẹ nhàng linh hoạt không ít. Có tiền, thật tốt. Hệ thống giao diện ba nguyên ba nguyên đang nhảy, là này chuỗi vòng tay công hiệu. Trong thương trường ăn bát dầu dội mặt, không có nhà hương vị. Không còn mặc giày như vậy, nhà cũng mát mẻ không ít. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ. Sinh hoạt hệ đại lão hạc ba bằng lái. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngày thứ hai buổi chiều, ở nhà soát kịch Lâm Ninh, nhận được chuyển phát nhanh tiểu ca bao khỏa. Tiền nào đồ nấy, bao khỏa rất tinh xảo, có loại đặc thù mùi thơm ngát. Hơn bốn ngàn nội y phá lệ mềm mại, mặc trên người có loại mát mẻ gần vạn phát bộ, thông khí thoải mái dễ chịu, đội ở trên đầu cũng chẳng phải nóng lên. Hơn vạn tơ tầm váy trang, cắt xén vừa vặn, xúc cảm tơ lụa. Sáu ngàn giày cao gót cũng phá lệ vừa chân, đi trên đường tựa hồ đơn giản rất nhiều. Kính chạm đất trước Lâm Ninh, lần thứ nhất nghiêm túc đánh giá đến nữ trang lúc chính mình từ nhỏ người yếu nhiều bệnh hơi mảnh mai dáng người vùng đất bằng phẳng, di truyền tự lão mụ kia thanh tú ngũ quan tại phát bộ hạ thật có sợi mềm mại hương vị. Da thịt trắng noãn tại màu đen tơ tằm váy trang hạ tỏ ra càng trắng hơn chút, lấy lâm ninh thẩm mỹ, không thật tốt xem, nhưng cũng so trước đỏ áo đỏ váy lục yêu quái hảo quá nhiều tính đến vòng tay, tăng thêm vừa không giới hạn, mỗi phút đồng hồ nhảy trở về 12 nguyên, Lâm Ninh không cần lại mặc cái gì áo khoác, điều hòa không khí đột nhiên mát mẻ rất nhiều. Có cỗ hoàn Mỹ chủ nghĩa Lâm Ninh ngồi tại mẫu thân trang điểm trước bàn, tại sơ cấp trang điểm thuật giúp đỡ hạ, Lâm Ninh đối với chính mình lên cao không gian có chút nắm chắc. Lồng mày quá thô, quá nồng, dâu ria, chờ một chút, còn có quá nhiều sửa đổi địa phương đến chưa cao gót chân hơi mệt chút tắm rửa, đổi thân khinh bạc nội y, chồng lên tơ tằm váy ngủ, xác định hệ thống nhảy 12 nguyên về sau, Lâm Ninh vừa rồi dần dần ngủ. Chẳng qua là không biết tại sao, trong mộng tâm viên ý mã. Làm quan ba đời, mới biết ăn mặc. Lâm Ninh chẳng qua là cái 18 tuổi học sinh tốt nghiệp trung học, cho nên, lúc này chẳng qua là ăn đơn giản sữa đậu nành bánh quẩy, liền gọi xe hướng giá trường học chạy tới trước đó mua kính dâm có đất dụng võ, ánh nắng không còn trướng mắt, cuối cùng một môn thi xong, Lâm Ninh bắt được chính mình bằng lái, cho huấn luyện viên hai bao trước đó mua xong cùng thiên hạ. Huấn luyện viên đích xác giúp chính mình không ít, chính mình cũng không thiếu tiền, cho nên cớ sao mà không làm. Cầm thuốc là huấn luyện viên thực cao hứng, nhiệt tình muốn đưa Lâm Ninh trở về, Lâm Ninh cũng không cự tuyệt báo lên rừng đưa post 911 địa chỉ. Mùa hè thành phố Tây Kinh buổi chiều không phải thực lấp, làm Lâm Ninh ngồi vào 911 cũng chậm rãi lái ra thời điểm, bởi vì tò mò cũng không có gấp rời đi huấn luyện viên trận trận tắc lưỡi. 18 tuổi, liền mở 911, quả nhiên đồng nhân không đồng mệnh. Mang theo kính dâm Lâm Ninh không có chú ý tới ven đường đỗ huấn luyện viên xe, 911 tầm mắt cũng không có huấn luyện viên xe tốt, cho nên Lâm Ninh mở thực cẩn thận tự động cản so dùng tay cản đơn giản rất nhiều, không có ly hợp hộp số như vậy phức tạp. D đường tiến lên, nhanh chậm toàn bộ nhờ chân ga, cùng hồi nhỏ công viên chơi xe điện đụng không có gì kém. Dầu biểu thấy đấy, Lâm Ninh thông qua xe trong tự mang hướng dẫn, hướng cách đó không xa chạm xăng dầu chạy tới. Du lịch tại đường cái cùng tòa nhà, trong lòng là tuấn mã cùng bãi săn, ghê gớm nhất yếu ớt mê võng, bất quá cứ như vậy bầu âm hưởng rất không tệ, liền Bluetooth đặt vào ca Lâm Ninh phá lệ hài lòng. Thêm xong dầu, Lâm Ninh không nghĩ về nhà, thế là màu bạc mắt ếch tại thành phố Tây Kinh Đường đi xuyên qua không ngừng. Trường học cũ đại môn thượng chúc mừng nào đó nào đó thi đại học trạng nguyên hoành phi phá lệ dễ thấy. Dừng ở một bên Lâm Ninh lần thứ nhất có hút thuốc xúc động trường học bên cạnh cửa hàng giá rẻ lão bản đề cửa hạ, Lâm Ninh mua bao phiến trung hoa đưa cái một lần cái bật lửa, dựa vào xe, nhìn hoàng hôn hạ quen thuộc lầu dạy học. Ho khan, lòng buồn bực, một lát sau, lại phá lệ thư sướng. Rốt cuộc biết phụ thân vì cái gì yêu hút thuốc Lâm Ninh, rất nhanh liền yêu loại này lòng buồn bực sau thư sướng cảm giác. Lâm, Lâm Ninh sao? Nữ hải thanh âm rất êm tai, mang theo tiên nghi hoặc lâm ninh theo thanh âm nhìn lại là bạn học của mình trường học giáo sư mỹ thuật khuê nữ dương san san cũng là cái kia bị chính mình kéo đen lại thêm trở về nữ hài không đợi lâm ninh mở miệng đến gần dương san san xác nhận là lâm ninh về sau liền bắt đầu mười vạn câu hỏi vì sao người như thế nào chạy trường học đến rồi người như thế nào còn hút thuốc người như thế nào dựa vào nhân ra xe người kia một vạn khối đi qua cha mẹ đồng ý sao một m sáu mươi bốn dương san san có chút hơi mập đại đại mắt viên viên mặt nhỏ nhắn xinh xắn cao thẳng cái mũi phá lệ đáng yêu một trăm bảy mươi ba lâm ninh không tự chủ đưa tay phải ra nhéo nhéo trước người dương san san mặt a à, không hiểu bị niết mặt dương san san gương mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên người cái bại hoại dậm chân dương san san quay người hướng trường học khu gia quyến phương hướng chạy tới từ đầu tới đuôi chưa nói qua một câu Lâm Ninh đột nhiên cười ra tiếng. Người không phải nói ta là người tốt sao, hướng về phía trường học phương hướng hô câu, dương san san thân ảnh không ngừng lại. Một điếu thuốc hút xong, ngồi vào xe Lâm Ninh còn chưa nghĩ ra đi cái nào ăn cơm chiều, WeChat tin tức mới nhắc nhở lại ứng thanh mà tới. Người tốt xấu đi chứng, mèo con bắt tường biểu tình phá lệ đáng yêu, Lâm Ninh thuận tay cất xuống tới, cũng không có trả lời không nghĩ tới tạm thời hưng khởi trở về trường, sẽ gặp phải dương san san, sẽ niết nàng mặt, nghĩ đến nàng đỏ bừng mặt chạy trốn lúc bóng lưng, lâm ninh cười lắc đầu. Tìm cái nổi danh phao bánh bao không nhân quán ven đường bàn nhỏ chen lấn chỗ ngồi, bẻ nửa giờ bánh bao không nhân, ăn 5 phút đồng hồ cơm. Tại ven đường thực khách hơi kinh ngạc nhìn chăm chú, màu bạc post tại trong màn đêm chậm rãi rời đi tắm rửa qua, Lâm Ninh chụp vào kiện váy ngủ, phát bộ, nội y, tăng thêm 300% về sau, vừa rồi ngồi ở phòng khách, soát kịch đi dạo đào bảo. Hệ thống giao diện kim ngạch một phút đồng hồ một phút đồng hồ nhảy, ban ngày bận bịu cả ngày chỉ có một đầu vòng tay ra trì, chỉ có hơn 2.000 tăng trưởng. Nghĩ đến trước đó kế hoạch sửa đổi ngũ quan cần có công cụ, Lâm Ninh lúc này rơi xuống tu mi trang phục đơn đặt hàng, nghĩ đến kia sơ cấp trang điểm thuật không hiểu lại mang hộ một bộ giá cả không ít đồ trang điểm. Nữ trang vẫn như cũ đến mua, đây là trước mắt điểm kinh nghiệm duy nhất tăng trưởng phương thức. Trước đó áo ngủ thực thoải mái, phát bộ cũng không tệ, lưu cho Lâm Ninh ấn tượng rất tốt, cho nên lần này đến cũng không có phiền toái như vậy, đồng dạng cửa hàng khác biệt kiểu dáng. Lại là gần 5 vạn ra ngoài, cùng lúc đó, điểm kinh nghiệm lần đầu qua 6 chữ số còn có hơn 5 vạn số dư còn lại Lâm Ninh không có lại tiêu phí, chuẩn bị thường ngày chi tiêu. Điểm kinh nghiệm còn kém năm thứ ba đại học mười mấy vạn, không cần phải nóng lòng tạm thời. Bên này Lâm Ninh bình tĩnh cầy tiền, soát tiktok, trường học khu gia quyến dương san san lại là không thế nào bình tĩnh tại thú bông stick trên người luyện lần con rùa quyền về sau, song mặt vẫn như cũ đỏ bừng dương san san không khỏi nhớ tới tựa ở xinh đẹp trên xe đua hút thuốc Lâm Ninh. Dưới đèn đường Lâm Ninh có chút u buồn, có chút vắng vẻ, quần thường, ngắn tê, đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái trang điểm, an tĩnh bộ dáng, có chút xoái A. À. Hắn vì cái gì không trở về ta WeChat, hắn có phải hay không chán ghét ta? a a a, 18 tuổi thiếu nữ suy nghĩ nhiều. Sinh hoạt hệ đại lão hạc ba ra ngoài. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Tu mi thủ pháp thực thành thạo, đồng dạng ngũ quan, lông mày chẳng qua là phai nhạt chút, chỉnh tề chút, nhỏ chút, cả người khí chất lại có đại thay đổi. Cái kẹp đem dâu ria rút sạch sẽ, có chút đau, nhưng cũng có thể thừa nhận. Chồng lên phát bộ, nhìn trang điểm trước gương chính mình, Lâm Ninh có chút hoảng hốt cùng trong trí nhớ mẫu thân bộ dáng có bảy phần tương tự, nhiều chút non nớt, mượt mà không ít, cái nào đó góc độ, có điểm bồng từ quốc nữ tinh tôn nghệ chân hương vị. Sơ cấp trang điểm thuật thực thực dụng, nhỏ xíu sửa chữa cùng che hà vào tay tức tới. Nữ trang chính là như vậy, chỉ có một lần cùng vô số lần, đã sẽ không từ bỏ, vì cái gì không làm được tốt nhất, cho nên lâm ninh lúc này chơi quên cả trời đất mà upload mua hách bổn tiểu hắc váy, nền đỏ màu đen dày cao gót, phối hợp mảnh mai dáng người, nếu như không há mồm, không nhìn kia vùng đất bằng phẳng dáng người. Thật đúng là cùng nữ sinh không có gì kém. Nam trang tuấn, nữ trang đẹp, lâm ninh hài lòng gật đầu. Giày cao gót đứng lâu dù sao sẽ mệt, Lâm Ninh nằm tựa ở ghế sofa, đem chân khoác lên trên bàn trà, xoát điện thoại di động bên trong áp. Chú ý tiểu tỷ tỷ hoàn toàn như trước đây khiêu vũ khiêu vũ ca hát ca hát nên ăn một chút nên uống một chút nên chơi đùa. Lâm Ninh lúc này lại xem không thú vị, thấy thế nào thế nào cảm giác còn không có nữ trang chính mình đẹp. Lấy quan kéo đen, một con rồng, chỉ có thể dựa vào khôi hài manh sủng giết thời gian nhàm chán soát điện thoại di động cha mẹ điện thoại lần lượt đánh tới không đợi lâm ninh nói ra tưởng niệm lạnh như băng hiện thực lại làm cho lâm ninh dùng mình một cái mẫu thân muốn cùng với nàng họa sĩ mới lão công định cư australia phụ thân muốn dẫn tân nương tử đi nước mỹ phát triển lâm ninh hốc mắt có chút ướt át chính mình vừa buông xuống thoát đi tòa thành này ý nghĩ bọn họ lại là đã chạy trốn cha mẹ đều là con trai độc nhất, thế hệ trước lại qua đời đến sớm, tính như vậy, chính mình lại tính là cái gì? Có lẽ là ấy náy nguyên nhân, Lâm Ninh nuôi dưỡng phí vọt lên hai lần, hai bên cộng lại 8 vạn khối nuôi dưỡng phí, tính được cũng là lương một năm trăm vạn, vẫn là thuế sau. Thật đúng là lệnh người yêu mến ghen tị cha mẹ. Lâm Ninh tự diễu cười cười, liếc nhìn ngân hàng tin nhắn hai đầu tới sổ 4 vạn nhắc nhở, thuận tay đưa di động ném vào cảnh biển vạc bên trong đầu kia phụ thân dưỡng te mô, đã sớm lật ra bụng. Ta, còn lại kia chữ nhi bị hài hòa. Phẫn nộ, không cam lòng, thương tâm, các loại cảm xúc chạy lên não, lâm ninh hung hăng đứng lên, bản dục cầm gậy cầu côn hắn, lại là đột nhiên đau chân. Thật đúng là họa vô đơn trí. Lật nghiêng ngã xuống đất lâm ninh cởi giày cao gót, thận trọng thử đứng lên, còn tốt, chẳng qua là uy hạ, đến không có bị chật lần nữa đứng dậy lâm ninh trước đó kia cổ sức lực lại là tản đi sinh hoạt chính là như vậy đã không có cách nào thay đổi vậy không có gì hào tức giận xoa mắt cá chân lâm ninh nhìn trên đùi thưa thớt lông chân cũng không biết xuất từ tâm lý gì cầm cái kẹp một cái một cái rút sạch sẽ đau chân đau đau đến chết lặng tâm lại chẳng phải đau đi đều đi ta một người muốn làm gì làm gì nhiều tự do không có cái gì có thể ngăn cản đối với mình từ hướng hướng thiên mã hành không kiếp sống tâm của ngươi không có vướng víu lâm ninh ngửa đầu gào thét ca uy ngươi tốt là một nghìn hai trăm linh một nghiệp chủ lâm điện thoại cố định vang lên bất động sản tiểu tỷ tỷ thanh âm giống như lần trước có hư giả ôn nhu lâm ninh tiếng nói giống như lần trước khàn khàn lại sẽ không lại khóc nhìn hải cảnh lu dập tắt quả táo ích nghĩ đến điện thoại album ảnh bên trong cha mẹ ảnh chụp video lâm ninh như điên cầm ví tiền hướng chung cư bên cạnh trung tâm thương mại chạy đi người đẹp quá nữ xin hỏi muốn chút gì quả táo cửa hàng tiêu thụ mặc dù kinh ngạc ở trước mắt mỹ nữ dung nhan nhưng nên có tố chất còn tại một tiếng mỹ nữ làm lâm ninh hồi thần lại khẩn trương không có gì sánh kịp khẩn trương cúi đầu lâm ninh, nhìn chính mình bóng loáng trắng noãn thẳng tắp hai chân, nhìn dưới chân giày cao gót, nhìn đầu gối trên một si em váy, còn có theo cúi đầu rơi xuống tóc dài. Quên thay quần áo, không nói một lời lâm ninh quay người rời đi. Kia chật vật thân ảnh, cực kỳ giống đêm đó dương san san. Giày cao gót không có ảnh hưởng chút nào đến lâm ninh chạy, thở hổn hển lâm ninh đóng cửa phòng, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống lúc trước cha mẹ rời đi lúc đủ loại cảm xúc đều bị khẩn trương thay thế bị người nhìn ra được không có thể hay không bị mắng biến thái chính mình như thế nào ra cửa đâu ngực thái bình khẳng định sẽ bị nhìn ra đi không biết làm sao lâm ninh bất an nhìn mắt tay trái gương to bên trong chính mình trong gương chính mình ngoại trừ có chút chật vật bên ngoài vẫn như cũ xinh đẹp đứng lên, dạo qua một vòng, ngoại trừ hai chân phá lệ hấp dẫn người bên ngoài, đến là không có gì đặc biệt địa phương. 173 thân cao tăng thêm 5cm dày cao gót, là tỏ ra chân tương đối dài. Xác định chính mình ngoại trừ bình, cũng không có gì sơ hở về sau, tâm lý tố chất vốn cũng không kém lâm ninh, lập tức không có lúc trước khẩn trương. Hồi tưởng lại trước đó nhân viên bán hàng kia thanh mỹ nữ, thậm chí có chút ít kiêu ngạo. Điện thoại còn muốn mua, trung tâm thương mại mắt nhìn thấy phải nhốt cửa, Lâm Ninh đổi thân nam trang, tháo trang, thản nhiên hướng đi cửa nhà trung tâm thương mại. Cùng một cái tiêu thụ kia mua máy Apple 11, xác định tiêu thụ không có nhận ra chính mình về sau, trở về nhà. Hải cảnh lưu cũ điện thoại là dùng không thành, đáng được ăn mừng chính là thẻ điện thoại xoa xoa còn có thể dùng, thay đổi điện thoại mới, thừa dịp tư liệu tin tức áp đồng bộ thời gian. Lâm Ninh vọt vào tắm, đổi thân nội y, tơ tầm váy ngủ, chồng lên vừa mua phát bộ, cao gót, tăng thêm 300% về sau, vừa rồi đi ra phòng ngủ. Theo mấy lần mua hàng online, trong nhà nữ trang càng ngày càng nhiều, phòng ngủ tủ quần áo hiển nhiên đã không cách nào thỏa mãn Lâm Ninh nhu cầu, dứt khoát lúc này không có chuyện gì. Lâm Ninh rời lên nhà. Cha mẹ chạy hẳn là có đầy đủ chuẩn bị, ngoại trừ mấy món quần áo cũ bên ngoài không có còn lại cái gì phòng ngủ chính trên tường ảnh chụp bị Lâm Ninh bắt lại bỏ vào nguyên bản phòng ngủ. Nguyên bản phòng ngủ trong quần áo, bàn làm việc thượng phát bộ, góc tường vài đôi giày cao gót, phân loại đặt tại phòng giữ quần áo, bởi vì là mùa hè, cũng không cần cái gì ga giường đệm chan. Tại trên giường đơn cửa hàng cái tờ đơn cũng có thể chấp nhận. Đồ vật không nhiều, lâm ninh như cũ thu thập không ít thời gian làm Lâm Ninh ngồi trở lại ghế sofa thời điểm, điện thoại đã được rồi. Chiếu vào phòng ngủ chính giường lớn kích thước rơi xuống hai bộ trên giường vật dụng đơn về sau, có chút buồn ngủ Lâm Ninh nằm trên ghế sofa chỉ chốc lát sau hô hấp liền biến bình ổn. Quá chán với thế giới tu tiên. Bạn muốn tìm đến một thế giới khác? Hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tứ.